Thanh Thú và Phương Anh xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 60 phút của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 6 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị và các bạn, chương trình ngày hôm nay 11 tháng 5 năm 2015 sẽ có một số thông tin đáng chú ý sau đây. Công chiếu miễn phí phim ngắn Trái tim người mẹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Triển khai mô hình nước uống miễn phí tại bờ biển ở Nha Trang. Cũng tại thành phố Nha Trang, cần giải quyết tình trạng kim tiêm xuất hiện dày đặc dưới chân cầu vượt. Khắc phục sự cố nổ cống thoát nước trên quốc lộ 49 tại Thừa Thiên Huế. Người dân lo lắng về chất lượng nước sinh hoạt tại một chung cư ở Hà Nội. Khô hạn khốc liệt tại Đắk Lắk gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. 8 người bị thương vong trong vụ va chạm giữa xe khách và ô tô tại Quảng Ngãi. Tạm giữ đối tượng đâm chết vợ cũ trong lúc cãi vã tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là một thông tin về lĩnh vực điện ảnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 10 tháng 5 nhân sự kiện Ngày của Mẹ, một bộ phim ngắn đầy ý nghĩa mang tên Trái tim người mẹ của đạo diễn trẻ Nguyễn Minh Phi đã được ra mắt và chiếu miễn phí tại cụm rạp BHD Star Phạm Hùng ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, như một lời tri ân, tôn vinh những người phụ nữ, những người mẹ đã hy sinh cuộc đời nhằm đem lại những gì tốt đẹp nhất cho những đứa con của mình. Ghi nhận của chương trình 60 phút về bộ phim mang nhiều ý nghĩa nhân văn này. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của nhân vật Lệ, một phụ nữ bị gia đình và làng xóm ruồng bỏ vì trót mang thai ngoài ý muốn. Trong cảnh làm mẹ đơn thân không nơi nương tựa, người mẹ này vẫn dũng cảm nhận nuôi một đứa trẻ khác bị bỏ rơi bằng tình yêu thương vô bờ bến như chính đứa con do mình dứt ruột sinh ra. Phim có sự tham gia diễn xuất của cựu người mẫu Quỳnh Trang Nhi trong vai người mẹ cùng dàn diễn viên trẻ diễn xuất tốt nên chiếm được nhiều thiện cảm của người xem. Mặc dù bộ phim chỉ dài hơn 30 phút, nhưng đã nhận được cảm tình đặc biệt từ những người xem khi khắc họa đậm nét tính cách nhân vật, cũng như truyền tải được nhiều thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. Cái ý nghĩa của chiến dịch Trái tim người mẹ đó là cũng là kêu gọi mọi người hãy hướng tới gia đình, hướng tới mẹ nhiều hơn và hướng tới không phá thai, không bỏ con để cuộc sống mình tốt đẹp hơn. Thông tin thêm đến quý vị và các bạn về Ngày của Mẹ, tức Mother's Day. Sự kiện này bắt nguồn từ Mỹ, thường được tổ chức vào Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 nhằm tôn vinh tình thân và sự hy sinh của những người mẹ. Tại Việt Nam thì Ngày của Mẹ bắt đầu trở nên phổ biến hơn. Đây cũng là dịp để mọi người thể hiện lòng biết ơn đến mẹ của mình. Còn về bộ phim, như đạo diễn biên kịch Hoàng Minh Phi đã chia sẻ, ngoài việc hướng tới gia đình và tôn vinh người mẹ, bộ phim cũng hướng tới việc kêu gọi chấm dứt tình trạng bỏ rơi trẻ nhỏ, một hiện trạng nhức nhối của xã hội hiện nay. Bên cạnh đó, bộ phim còn nhắc nhở thế hệ trẻ không nên sống buông thả để tình trạng có thai ngoài ý muốn dẫn tới nhiều hệ lụy đau lòng. Được biết là bộ phim ngắn này đã được đánh giá cao và nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả mọi lứa tuổi ngay sau khi ra mắt báo giới. Sau xuất chiếu chính thức phục vụ miễn phí vào ngày hôm qua, bộ phim sẽ tham dự liên hoan phim ngắn Việt và tiếp tục chiếu tại các trung tâm văn hóa quận huyện, đặc biệt là các trường đại học, các khu chế xuất, khu công nghiệp để phục vụ nhiều đối tượng khán giả. Cũng là một thông tin vui dành cho các khán giả yêu thích nghệ thuật, đó là chương trình Art for You, tức nghệ thuật cho mọi người. Lần thứ hai vừa được tổ chức tại không gian nghệ thuật Maji, Hà Nội. Chương trình không chỉ là sân chơi để các nghệ sĩ trẻ triển vọng thể hiện tài năng nhằm mục đích đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, mà còn hỗ trợ các nghệ sĩ và để gây quỹ hỗ trợ những không gian nghệ thuật độc lập. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để người yêu nghệ thuật Việt Nam tìm hiểu thêm về các bộ môn nghệ thuật và ủng hộ cho các nghệ sĩ nước nhà. Trong lần trở lại này, với sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng nghệ sĩ, Art for You lần 2 quy tụ được số lượng nghệ sĩ đông đảo với những tác phẩm của các tên tuổi nổi bật ở Việt Nam như Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Mạnh Hùng, Maika Elen, cùng các nghệ sĩ quốc tế như Deiro Cortizac Tenvan, Marita Numi. Đến với Art for You, người yêu nghệ thuật sẽ có cơ hội sở hữu những tác phẩm nghệ thuật giá trị từ tranh, phác thảo, minh họa, điêu khắc, bản in đến các sản phẩm thiết kế của hơn 70 nghệ sĩ tài năng trong nước và quốc tế, như chính tên gọi của chương trình Art for You, nghệ thuật cho mọi người. Chuyển sang một thông tin về du lịch. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa là nơi có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch biển.
tận dụng những lợi thế sẵn có về mặt tự nhiên. Thời gian gần đây, tỉnh này cũng tăng cường thực hiện nhiều giải pháp mô hình nhằm quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh nhà đến với du khách trong và ngoài nước. Cụ thể là mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện thí điểm mô hình nước uống sạch miễn phí dọc một số công viên ven bờ biển. Mặc dù mới được triển khai, nhưng mô hình này đang được rất nhiều người dân địa phương và du khách quan tâm. Theo đó, mô hình này được đặt ngay vị trí công viên bãi biển, có rất nhiều du khách và người dân qua lại. Bình nước uống được thiết kế chú trọng vào hình thức thẩm mỹ cao. Toàn khối bình nước được làm bằng inox cao cấp, gồm hai ống dẫn nước ra ngoài. Điều đặc biệt, nguồn nước này được dẫn từ mạch nước của thành phố và xử lý công nghệ cao. Bên cạnh đó, mô hình được lập trình hoàn toàn ở chế độ thông minh. Khi du khách muốn sử dụng nước, chỉ cần đưa tay vào mắt thần, nước trong vòi sẽ tự động chảy ra và có thể uống ngay tại chỗ. Theo Ban Quản lý Thị trường, tại thành phố Nha Trang có hai vị trí đặt bình nước. Một đặt tại công viên đối diện khách sạn Novotel và một chiếc đặt đối diện khách sạn Yashaka. Được biết, từ đây đến cuối năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai mô hình này trên toàn bộ khu công viên trên địa bàn thành phố Nha Trang. Bên cạnh những nỗ lực không ngừng của tỉnh Khánh Hòa trong việc thu hút khách du lịch đến với Nha Trang, thì trên thực tế, thành phố biển này vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, gây khó khăn cho sự phát triển của ngành du lịch địa phương. Đơn cử là hiện nay, dưới chân cầu vượt đi ngang tuyến đường Phạm Văn Đồng và danh thắng Hòn Chồng, hàng loạt rác thải cũng như vỏ bơm kim tiêm xuất hiện khá nhiều, không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây hoang mang và lo ngại cho người dân và khách du lịch, đặc biệt là sinh viên các trường đại học trong khu vực. Phản ánh của chương trình về thực trạng này, mời quý vị và các bạn cùng nhau theo dõi. Trên lối đi bộ xuống dưới đường Phạm Văn Đồng, khu vực này thường xuyên có người đi lại, thế nhưng số lượng kim tiêm còn dư dải rất nhiều dưới mỗi bậc thang lên xuống. Theo người dân địa phương cho biết, khu vực này vào mỗi tối khuya thường xuất hiện những thanh niên không rõ xuất xứ tập trung tại đây, đã báo lại số lượng kim tiêm nói trên. Đây là điều đáng quan tâm khi nguy cơ người đi đường vô ý dẫm phải kim tiêm là rất cao, nhất là những kim tiêm không rõ nguồn gốc như vậy. Thực trạng trên tồn tại khá thường xuyên nhưng chưa được các cơ quan chức năng dọn dẹp xử lý và có biện pháp giải quyết triệt để. Được biết là ngoài việc rác thải ùn ứ tồn động ngay trên cầu vượt, thì các bảng quảng cáo áp phích máy tôm công trình ở đây cũng bị những người thiếu ý thức vẽ bậy lên gây nhếch nhác mất mỹ quan. Trong khi đây lại là khu vực khách du lịch thường xuyên lui tới để tham quan danh thắng Hòn Chồng và khám phá phía bắc thành phố Nha Trang. Vì vậy, sẽ ít nhiều ảnh hưởng xấu đến hình ảnh thành phố biển trong mắt du khách. Đó là chưa kể đến việc có nhiều kim tiêm bị dứt bừa bãi, chứng tỏ đây là nơi mà các đối tượng xấu thường xuyên lui tới để hút chích, nên rất dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, cướp giật, xin điểu, gây mất nguy cơ an ninh trật tự. Vì vậy, rất cần được chấn chỉnh kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi qua lại khu vực này. Những thông tin về hoạt động sản xuất sẽ tiếp nối chương trình sáng nay. Thưa quý vị, từ lâu thì công tác đào tạo nghề cho những người khuyết tật luôn được các cấp các ngành chú trọng vì không chỉ đào tạo cho họ cái nghề để mưu sinh mà còn giúp cho họ tự tin hơn trong cuộc sống. Và mô hình sản xuất mành tre của Hội Người Mù tỉnh Thừa Thiên Huế là một điển hình. Nhờ đảm bảo tay nghề uy tín và chất lượng nên gần 15 năm nay, những sản phẩm mành tre bảo vệ cây trồng do người khiếm thị và những người trong gia đình họ làm ra đã được công ty ươm giống cây trồng lâm nghiệp Pháp đặt hàng để xuất khẩu sang nước này, góp phần cải thiện đời sống không chỉ riêng bộ phận người khiếm thị mà còn cho cả những người sáng mắt trong cộng đồng. Nhờ bàn tay khéo léo, một người khiếm thị khi đã thuần thục có thể làm được 25 chiếc mành tre trở lên mỗi ngày, trừ mọi chi phí, thu nhập bình quân khoảng 2.500.000 đồng một người, một số tiền không nhỏ với người khiếm thị. Được biết, các lồng tre này đã được kiểm định chất lượng rất chặt chẽ, từ khâu chọn nguyên liệu, kỹ thuật đan đến xử lý hóa chất và đóng gói, đảm bảo chất lượng sản phẩm, vì vậy xây dựng và khẳng định được thương hiệu. Từ chỗ đó mà cái tỷ lệ cái đời sống người mù là được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm thì giảm trên 2%, đó là được huyện đánh giá là cao. Và tính từ chỗ đó mà đơn vị Người Mù Quảng Điền đã góp phần tích cực trong cái vấn đề an sinh xã hội tại quê nhà. Chúng tôi cũng đang đàm phán với công ty là cố gắng mở rộng về thị trường của công ty họ sang ở Tây Ban Nha và các nước lân cận. Nếu như họ làm được điều đó thì tôi tin tưởng rằng một năm chúng ta sẽ mở rộng được cái số lượng sản phẩm mành tre đan này đi qua châu Âu một cách tốt hơn thông qua cái công ty này ở Pháp. Thưa quý vị, được biết thì trung bình mỗi năm, công ty ươm giống cây trồng lâm nghiệp Pháp đặt 50.000 sản phẩm. Cho đến nay, Hội Người Mù Thừa Thiên Huế đã xuất khẩu 17 container với gần 700.000 sản phẩm, đạt doanh thu 2,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 5.300 lượt người khiếm thị.
Điều đặc biệt là những sản phẩm mành tre được Hội Người Mù Thừa Thiên Huế xuất khẩu còn góp phần khẳng định tinh thần vượt khó vươn lên của người khiếm thị, qua đó khẳng định với bạn bè thế giới về sự cần cù và khéo léo của người dân Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, do giá bán tôm tăng cao đã khiến cho nhiều hộ nông dân ở các tỉnh miền Trung, trong đó có Thừa Thiên Huế, đổ xô thả nuôi tôm để mong cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, việc phát triển diện tích hồ nuôi tôm một cách ồ ạt, không theo quy hoạch, không tuân thủ các quy định quy trình kỹ thuật đã khiến môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Nguy hiểm hơn là có thể gây ra dịch bệnh trên tôm khiến người nuôi thua lỗ. Thực trạng này đã và đang đặt ra nhiều câu hỏi trong việc quản lý nuôi tôm tại địa phương này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây để có cái nhìn cụ thể hơn về vấn đề này. Đây là hệ thống dẫn nước vào các hồ nuôi tôm ở xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Còn đây là khe hốc lở, nơi mà toàn bộ nước thải từ các hồ nuôi tôm thải ra môi trường. Hôi thối, ô nhiễm là nhận xét ban đầu khi đặt chân đến đây. Đáng nói là ở Vinh Mỹ, có hai khu vực như thế này, tất cả đều được đổ thẳng ra biển. Người ta thải bằng vấn đề ban đêm, còn ban ngày người không phải. Nhưng mà ban đêm là người dân người ta thấy rất ô nhiễm cho những người dân ở quê hương của chúng tôi. Hiện nay, xã Vinh Mỹ có khoảng 54 hồ nuôi tôm, chiếm gần 20 hectare, nhưng chỉ có 5 hồ là có hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, những hồ lắng lọc này cũng không đảm bảo diện tích, quy mô thiết kế theo đúng quy định. Các hồ còn lại thì đều đổ trực tiếp ra biển mà không qua bất kỳ hệ thống xử lý nào. Trước thực trạng trên, cách đây hơn một tháng, Ủy ban dân xã Vinh Mỹ đã đình chỉ việc nuôi tôm trên địa bàn toàn xã. Tuy nhiên, một số hộ dân vẫn tiếp tục thả tôm bất chấp quy định. Thưa quý vị, tình trạng nuôi tôm tràn lan gây ô nhiễm môi trường không chỉ diễn ra ở xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, mà đây là một thực trạng chung tại nhiều vùng nuôi tôm khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này, thì nguyên nhân dẫn đến thực trạng nuôi tôm không theo quy hoạch, không đảm bảo các quy trình kỹ thuật là do sự giám sát của cơ quan chức năng mà trực tiếp là chính quyền địa phương thiếu chặt chẽ. Bên cạnh đó thì ý thức của người nuôi tôm trong việc phát triển bền vững ngành kinh tế mũi nhọn này còn chưa được nâng cao. Một vấn đề khác cũng thường xuyên được dư luận xã hội quan tâm, đó là những bất cập phát sinh trong quá trình thi công các công trình xây dựng ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Chẳng hạn như dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản cánh đồng năng tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, có tổng diện tích gần 600 hectare, thời gian thực hiện là từ năm 2013 đến năm 2017, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 121 tỷ đồng nhằm xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng như là hệ thống kênh thủy lợi, đê bao, đường, cầu, điện. Dự án này hoàn thành thì sẽ đảm bảo đáp ứng yêu cầu nuôi trồng thủy sản trong khu vực. Tuy nhiên, gần 2 năm nay, dự án này lại thi công trì trệ, thiếu khoa học, gây khó khăn trong đời sống cho hàng trăm hộ dân tại ấp Sơn Lan và La Bang, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang. Sau đây là phản ánh về vấn đề này tại địa phương. Được biết, từ khi triển khai thi công đến nay, đơn vị thi công đã phá toàn bộ các cây cầu, đổ đất cát và nạo vét nhiều khu vực thành các hố lớn, khiến các tuyến đường giao thông trong khu vực bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ tính riêng trục đường chính của ấp dẫn đi các xã Hiệp Mỹ Đông, Long Sơn, Mỹ Long Nam, có 4 cây cầu bị phá hủy để làm cầu mới, nhưng không làm cầu tạm, nên người dân phải bắt cầu khỉ để qua lại. Đáng nói hơn, hàng ngày có hơn 100 lượt học sinh đi học qua khu vực này. Từ khi dự án triển khai, nhiều gia đình đã phải bỏ công việc để đưa con em đi học bằng xuồng. Một số em đi xe đạp phải dắt bộ gần 2 km trên đoạn đường cát hay khiêng xe qua cầu khỉ rất nguy hiểm. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện, còn khiến việc mang thức ăn thủy sản ra hồ nuôi gặp khó do các đại lý bán thức ăn không chịu vận chuyển. Thương lái thu mua tôm ép giá, làm giảm lợi nhuận của người nuôi. Phương tiện mà để vận chuyển bơm cát vô, cái đường vận chuyển nó hơi khó. Trên đường kinh La Bang nó hơi nhỏ thì không đưa phương tiện lớn vào được. Nên nhà thầu làm hơi chậm. Thưa quý vị, cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh, nguyên nhân dự án thi công chậm tiến độ còn do đơn vị thi công thường xuyên thay đổi nhân sự, lực lượng công nhân tham gia thực hiện công trình ít. Trước bức xúc của người dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã làm việc với đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thới Bình và yêu cầu đơn vị này đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện đồng bộ các hạng mục để sớm hoàn tất và đưa vào sử dụng. Riêng tuyến đường trục chính của ấp La Bang dẫn đi các xã Hiệp Mỹ Đông, Long Sơn, Mỹ Long Nam, đơn vị thi công cam kết sẽ hoàn thành trong tháng 6 tới đây. Thưa quý vị, trong khi nhiều dự án đã được phê duyệt thi công trì trệ, gây trở ngại cho đời sống người dân, thì tại một số nơi tình trạng xây dựng trái phép hoặc là tự ý cơi nới các công trình đã được quy hoạch vẫn diễn ra hết sức phổ biến và dai dẳng, dẫn đến nhiều hệ lụy. Đơn cử như tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, việc người dân xây dựng các công trình trái phép vẫn diễn ra từng ngày từng giờ. Mặc dù cái kết cuối cùng vẫn là buộc phải phá bỏ, tháo dỡ, thế nhưng thực trạng trên vẫn âm thầm tiếp diễn.
Qua đó cho thấy công tác quản lý về đất đai xây dựng tại địa phương này vẫn là câu chuyện đang bị bỏ ngỏ. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, tại xã Kỳ Thịnh có 35 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất quy hoạch. Đáng nói là trước đây, hầu hết các công trình xây dựng trái phép đều ở xa các khu dân cư, nằm khuất ở các vùng đồi núi. Thì hiện nay việc xây dựng nhà trái phép lại nằm giữa các trung tâm, khu dân cư với quy mô khá lớn. Thế nhưng chính quyền sở tại gần như không hay biết hoặc chưa có biện pháp can thiệp. Và họ trốn để xây dựng trái phép. Thậm chí là thời điểm bây giờ là rất là nhạy cảm mà cái công nghệ để xây dựng rất nhanh. Nên thực ra là họ làm ban đêm một hồi khi địa phương đến là bên bạn thì họ lại vắng không có người, thành bên bạn quả tang không có để không lập được bên bạn xử vi phạm quả tang để xử lý. Tại nhiều xã trong khu kinh tế Dũng Án, việc xây dựng cơi nới công trình trái phép kéo dài từ năm này sang năm khác nhưng vẫn chưa có hồi kết. Như tại xã Kỳ Phương, khi hộ dân xây dựng công trình trái phép, xã gần như không có động thái gì. Chỉ đến khi chuyện dở lỡ, chính quyền mới rốt ráo vào cuộc. Hậu quả là người dân thiệt hại về kinh tế, chính quyền phải mất thời gian để cưỡng chế, tháo dỡ. Thưa quý vị, chiều hôm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh đã tiếp nhận và tiến hành cấp cứu cho một bệnh nhân bị sét đánh, liệt nửa người. Nạn nhân là anh Võ Văn Út, 29 tuổi, ngụ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Trước đó vài giờ, Út và em trai là Võ Quảng Minh, 25 tuổi, ra đồng để bẫy chim cò bán. Phát hiện mưa to kèm theo sấm sét, cả hai chạy vào chòi lá giữa đồng để trú, nhưng bất ngờ tia sét đánh trúng chòi. Hậu quả làm anh Minh tử vong tại chỗ, còn anh Út bị thương nặng. Cú lết vào nhà dân gần đó kêu cứu và được chuyển vào bệnh viện. Thông tin được đăng tải trên báo Người Lao Động sáng nay. Còn trên báo Tuổi Trẻ số phát hành sáng nay có đưa tin vào rạng sáng hôm qua ngày 10 tháng 5, trên đường dây 220 kV Long An - Cai Lậy mạch 1 thuộc địa bàn phường 6 thành phố Tân An, tỉnh Long An đã xảy ra sự cố xà lan vướng đường dây điện khiến cho 10 huyện miền Tây mất điện. Theo truyền tải điện thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân do một xà lan không có cần cẩu đẩy một xà lan khác có cần cẩu cao 20 m di chuyển trên sông Vàm Cỏ Tây vướng làm đứt một dây dẫn và C. Một dây dẫn khác và B bị tưa khoảng 10 mét tạo đoạn vượt sông. Ngoài ra thì còn làm hư hỏng nhiều đoạn dây dẫn tại trụ 69-70. Sự cố còn làm mất điện một số khu vực các tỉnh Long An, miền Đông và Tây Nam Bộ. Cũng theo truyền tải điện thành phố Hồ Chí Minh, khoảng cách từ đường dây đến mặt nước theo quy định là 7,5 mét. Tuy nhiên độ cao thực tế tại hiện trường khoảng 13 mét. Hiện các đơn vị đang tập trung khắc phục sự cố. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến sự cố nổ cống thoát nước xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều ngày 8 tháng 5 trên đường cống nước thải chạy dọc quốc lộ 49 đoạn km 8+400 đến km 8+500 qua thôn Phú Khê, xã Phú Dương, huyện Phú Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế, khiến cho nhiều người dân trong khu vực và người đi đường hoảng hốt bỏ chạy. Mới đây, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả do vụ nổ trên gây ra. Thông tin của chương trình về sự việc này. Vụ nổ đã làm cho đường cống dài gần 100 mét bị rung chuyển mạnh, có 2 nắp đậy cống bị vỡ làm đôi và 18 nắp bị bật tung khỏi miệng cống. Vụ nổ xảy ra ngay cạnh bên cây xăng của đại lý bán lẻ xăng dầu doanh nghiệp tư nhân Phú Dương, khi đơn vị này vừa tiếp xong nhiên liệu khiến các hộ dân và người đi đường lo sợ. Hiện Chi cục Quản lý Đường bộ 26, đơn vị quản lý tuyến đường này đã tiến hành sửa chữa, thay thế lại các nắp đậy cống nhằm đảm bảo việc đi lại cho người dân. Cơ quan chức năng cũng đã đến hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Thưa quý vị, đề cập đến nguyên nhân dẫn đến sự cố, hiện có hai luồng ý kiến về nguyên nhân gây nên vụ nổ. Thứ nhất, vụ nổ xuất phát từ miệng cống gần cây xăng. Khi cây xăng này đang tiếp nhiên liệu, có thể do lượng xăng dư thừa tích tụ dưới ống cống lâu ngày dẫn đến vụ cháy nổ. Thứ hai, vụ nổ có thể do khí metan tích tụ dưới cống gặp lúc thời tiết nắng nóng nên phát nổ. Tuy nhiên đến thời điểm này, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân gây ra vụ nổ trên. Tiếp tục thông tin về đời sống, thưa quý vị và các bạn, hiện tại đang bước vào mùa hè, thời tiết nắng nóng kéo dài, vì vậy nhu cầu nước sạch càng cấp thiết. Bên cạnh nguy cơ thiếu nước cho sinh hoạt sản xuất, thì hiện nay người dân ở một số khu chung cư ở Hà Nội đang rất lo lắng về chất lượng nguồn nước sinh hoạt chưa được đảm bảo, có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Phản ánh sau đây được thực hiện tại khu chung cư cao cấp Melbury ở phường Mẫu Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Theo ông Nguyễn Văn Chỉnh ở phòng số 2106 cho biết, các thiết bị vệ sinh và máy lọc nước của gia đình ông thường bị đóng cặn, gây trở ngại trong sinh hoạt thường ngày. Tương tự, chị Nguyễn Thanh Hương cũng cho biết, sau khi xả nước ra chậu để một thời gian, thường xuất hiện nhớt cùng những hạt cặn nhỏ. Là người đang mang thai nên chị càng tỏ ra lo lắng hơn khi phải sử dụng nguồn nước như thế.
Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Đông là đơn vị cung cấp nước cho khu đô thị Mổ Lao thông qua đồng hồ tổng. Theo quy định, 3 tháng một lần, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội sẽ lấy mẫu nước bất kỳ để phân tích lý hóa. Ngoài ra, công ty Hà Đông cũng có một phòng tự kiểm tra và tất cả các kết quả gần đây cho thấy nước sạch ở khu đô thị Mổ Lao cũng như hơn 100.000 khách hàng ở quận Hà Đông đều đạt tiêu chuẩn vệ sinh ăn uống. Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Hà Đông cũng cho rằng trong quá trình nước sạch được bơm đến cho các hộ sử dụng, có nhiều yếu tố ngoại cảnh tác động có thể ảnh hưởng đến nguồn nước riêng của từng hộ gia đình. Thưa quý vị, như chương trình cũng đã phản ánh, thời gian qua người dân Hà Nội không khỏi lo lắng khi mà nguồn nước ở khu chung cư Nam Đô hay chung cư Mỹ Đình 2 bị nhiễm arsen, một chất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người. Chính vì vậy, việc tăng cường kiểm tra xác định chất lượng nguồn nước ở các khu chung cư, khu đô thị có đông dân cư sinh sống như là khu Mổ Lao đang rất cần được các cơ quan chức năng của thành phố cũng như các bộ ngành quan tâm để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cho người dân, vừa tránh gây tâm lý hoang mang trong dư luận. Thưa quý vị, tình hình khô hạn nắng nóng kéo dài như những ngày vừa qua đã gây khó khăn cho nhiều người dân địa phương, nhất là bà con tại một số nơi có điều kiện địa hình đặc biệt. Tại một số địa phương vùng cao, nguồn nước thường phải dự trữ trong hồ bể, thì những diễn biến thất thường, lượng mưa ít như thời gian qua đã gây ra tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt và tưới tiêu. Đơn cử như ở tại tỉnh Cao Bằng, dù từ năm 2008 đến nay, tỉnh đã ưu tiên xây dựng 155 bể chứa nước tập trung và 14 hồ nhân tạo tại 12 khu vực này để dự trữ nguồn nước. Nhưng trước tình trạng khô hạn như hiện nay, người dân tỉnh này, cụ thể là vùng núi đá Lục Khu thuộc huyện Hà Quảng, đang đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng. Vùng núi đá Lục Khu bao gồm 12 xã vùng cao thuộc huyện Hà Quảng, được mệnh danh là cao nguyên khát. Với 2/3 diện tích là núi đá, khan hiếm nguồn nước, người dân ở đây muốn sử dụng nước đầy đủ hoặc muốn trồng cây đều phải nhờ mưa. Tuy nhiên, lượng mưa năm nay quá ít, không đủ để dự trữ. Hiện các hồ và bể chứa nước đều đã trơ đáy. Hàng ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt, các loại hoa màu thiếu nước tưới dẫn đến khô héo. Trước tình hình đó, ngày 7 tháng 5, huyện Hà Quảng phối hợp cùng với Công an tỉnh và Trung tâm cấp nước sinh hoạt vệ sinh môi trường đã điều động hàng loạt xe cứu hỏa và xe môi trường chở nước sinh hoạt hỗ trợ người dân. Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế, cấp nước sinh hoạt cho người dân, còn hàng trăm hecta đất nông nghiệp vẫn còn héo khô vì thiếu nước. Bên cạnh vấn đề thiếu nước nghiêm trọng đang diễn ra ở vùng núi Cao Bằng, thì tỉnh Đắk Lắk cũng đang đối diện với nạn hạn hán diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Theo đánh giá của các ngành chức năng tỉnh, thì đây là đợt hạn hán khốc liệt nhất trong gần 10 năm trở lại đây, gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. Ghi nhận của chương trình về thực trạng này. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk, đến nay, tỉnh đã có trên 50.000 hecta cây trồng bị khô hạn, thiếu nước tưới, làm giảm năng suất hoặc mất trắng. Trong đó có 40.000 hecta cà phê, trên 9.200 hecta lúa nước vụ đông xuân. Diện tích khô hạn còn lại là bắp lai, rau màu các loại, thiệt hại trên 1.600 tỷ đồng. Trong tuần qua, Đắk Lắk đã có vài cơn mưa dông cục bộ, với lượng mưa không đồng đều nên chưa thể giải quyết được tình trạng thiếu nước tại địa phương. Hiện nay, tỉnh đã có trên 200 công trình thủy lợi, hầu hết là các dòng suối, giếng đào đều khô kiệt nước. Đây cũng là năm đầu tiên trữ lượng nước trong các hồ đập vừa và lớn giảm nhiều nhất so với từ trước đến nay. Mực nước ngầm trên địa bàn cũng giảm nghiêm trọng. Được biết là để đối phó với tình hình trên, các huyện thành phố đã tăng cường thực hiện các giải pháp như đắp các đập bồi trên suối để nâng cao mực nước, đào sâu các kênh mương lạch dẫn nước từ sông vào trong các hệ thống kênh hoặc là dùng máy bơm để bơm nước từ các sông vào các hồ đập tạm để đồng bào lấy nước sinh hoạt, sản xuất cứu lúa, cà phê. Người dân cũng tự đầu tư thêm kinh phí nạo vét giếng, khoan thêm giếng mới. Tuy nhiên hiện nay, nhiều hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn vùng sâu vùng xa cũng đã bỏ mặc các vườn cà phê lúa nước chết cháy vì không còn khả năng tài chính cũng như nguồn nước để cứu cho cây trồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cũng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện chủ động bố trí ngân sách dự phòng, huy động các nguồn lực tại chỗ để chống hạn và khắc phục hậu quả một cách kịp thời. Đề nghị công ty thủy điện Buôn Cốt điều tiết nước từ các hồ thủy điện kịp thời phục vụ chống hạn cho khu vực hạ lưu theo chỉ đạo của Tổng cục Thủy lợi và đề nghị chính phủ kịp thời hỗ trợ kinh phí chống hạn vượt định mức cho tỉnh.
Chương trình tiếp tục với thông tin về tình hình giao thông tại một số nơi. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của giao thông nước ta như hiện nay, thì bên cạnh những cố gắng cải cách của cơ quan chức năng, thì ý thức của người tham gia giao thông cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm giảm nguy cơ gây tai nạn cho chính bản thân, người cầm lái và những người cùng tham gia giao thông khác. Tuy nhiên, trên các tuyến đường vẫn còn một bộ phận người dân thiếu ý thức, cố tình vi phạm luật giao thông dù đã được nhắc nhở. Có thể nói đến tình trạng nhiều xe máy vô tư chạy trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sắp được đưa vào khai thác diễn ra đã vài tháng nay. Dù cơ quan có thẩm quyền nhiều lần nhắc nhở, nhưng một bộ phận người dân vẫn chưa có ý thức. Để lại những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra đối với hành vi này, sau đây là ghi nhận của chương trình. Đây là hình ảnh ghi lại trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn từ thành phố Hải Phòng đến Hải Dương. Nhiều tháng nay, hàng trăm lượt xe máy thản nhiên chạy trên tuyến đường sắp được đưa vào khai thác này. Theo ghi nhận, phần như đường trải thảm trên tuyến cao tốc này dài 25 km đã cơ bản hoàn thiện, chỉ còn một số hạng mục nhỏ như trạm thu phí, lắp biển báo giao thông đang được triển khai. Tại khu vực đường cao tốc đi qua các quận huyện như Kiến Thụy, An Lão, Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, rất đông người dân đi xe máy thản nhiên chạy từ các lối mở phục vụ thi công để vào đường chính. Nhiều người phóng xe với tốc độ cao, chạy ngược chiều, dàn hàng ngang chắn gần hết mặt đường và thường dòng xe đột ngột. Tuy nhiên, theo quan sát thì tại khu vực này không thấy có lực lượng chức năng tham gia hỗ trợ, nhắc nhở cảnh báo các phương tiện xe máy, xe đạp không được lưu thông vào đường cao tốc sắp hoàn thiện. Theo dự kiến, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ chính thức thông xe vào ngày 19 tháng 5 tới đây, nhưng hiện nay do đường còn đang thi công chưa đưa vào khai thác nên với các trường hợp trên chỉ có thể nhắc nhở chứ chưa thể xử phạt. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở ý thức của một bộ phận người dân vì việc lưu thông trên đường khi mà chưa hoàn thành nghiệm thu có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình, về lâu về dài thì gây nguy hiểm cho những phương tiện lưu thông sau này. Đó là trường hợp cao tốc chưa chính thức thông xe, còn đối với việc xe máy đi trên đường cao tốc đã đưa vào khai thác thì mức độ nguy hiểm càng cao hơn. Khi tuyến đường này được thiết kế dành riêng cho ô tô chạy với tốc độ cao và thực tế tình trạng này đã diễn ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây khiến không ít vụ tai nạn đã xảy ra. Và trước thực trạng này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã yêu cầu Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sớm xây dựng một nghị định trình chính phủ để xử lý triệt để vấn đề này. Nếu như cần thiết, sẽ đề xuất với chính phủ ban hành một nghị định cho phép tịch thu xe máy của những người cố tình đi vào đường cao tốc. Hy vọng những biện pháp chế tài mạnh tay sẽ sớm giải quyết triệt để tình trạng này. Cũng vì hành vi xem thường luật giao thông, xem thường tính mạng người khác, mà vào ngày 7 tháng 5 vừa qua, hai xe khách tại Trà Vinh trong lúc vượt không an toàn, lấn lề trái đã tông ba xe máy làm 4 người tử vong tại chỗ, 2 người đang nguy kịch. Sự việc khiến người dân không khỏi bức xúc, và hiện hai tài xế gây tai nạn đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự. Vụ án được khởi tố để phục vụ điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ. Kính thưa quý vị, trong khi nhiều vụ tai nạn liên quan đến xe khách xảy ra trong thời gian gần đây khiến cho người dân lo lắng, bất an trước ý thức và trách nhiệm của tài xế, thì mới đây nhất lúc 16 giờ chiều hôm qua, một vụ tai nạn giữa hai xe khách lại xảy ra trên đoạn quốc lộ 1A thuộc thôn 2 xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, làm cho 7 người bị thương. Thông tin của chương trình về vụ tai nạn này. Tại hiện trường cho thấy, xe khách Xuân Tùng biển số 43B00258 chạy từ thành phố Đà Nẵng đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn đường trên, bất ngờ hút vào ô tô 12 chỗ biển số 92B00528 do tài xế Nguyễn Như Cường, 34 tuổi, ở Quảng Nam điều khiển, chở với người trên xe đang chạy chiều ngược lại. Do bị đâm trực diện vào bên hông xe nên ô tô 12 chỗ văng ra, làm 8 người trên xe bị thương, phần đông là phụ nữ và trẻ em. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an huyện Mộ Đức đã có mặt đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ khám nghiệm hiện trường và điều tiết các phương tiện qua lại, không để xe đã tắc. Được biết hiện nay, đoạn đường quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang nâng cấp mở rộng. Nhiều phương tiện, đặc biệt là xe khách phóng nhanh vượt ẩu dẫn đến không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trước những vụ việc trên, người dân cần lưu ý khi tham gia lưu thông qua khu vực này để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Tiếp tục chương trình với những thông tin về tình hình an ninh trật tự. Thưa quý vị, xuất phát từ những mâu thuẫn trong đời sống, nhiều người vì không kiềm chế được cơn nóng giận đã ra tay hành hung, thậm chí là giết người. Cũng vì hành vi trên, hiện nghi can Phạm Xuân Linh, 34 tuổi, ngụ đường Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10, đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 8, thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ hình sự. Điều đáng nói là Linh đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vợ cũ là chị Phạm Ngọc Dung, 34 tuổi, khiến cho chị này tử vong. Hành vi của Linh không chỉ vi phạm pháp luật, đạo đức mà hậu quả để lại hết sức nặng nề khi con chung của hai người vừa mất đi sự chăm sóc của mẹ, vừa phải chứng kiến cha vào phòng lao lý.
thông tin của chương trình về vụ việc đáng tiếc này. Thông tin mới đầu từ Công an quận 8 cho biết, Linh và chị Dung kết hôn năm 2006, đến năm 2013 thì ly hôn. Giữa hai người có chung một con trai được 6 tuổi. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Linh đến nhà chị Dung ở đường 715 quận 8 để yêu cầu chị Linh cho đón con về nhà chơi. Lúc này giữa Linh và chị Dung đã xảy ra cự cãi. Bất ngờ, Linh dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ, khiến chị Linh gục ngã xuống nền nhà và tử vong ngay sau đó. Người dân xung quanh phát hiện truy hô và cùng công an phường bắt giữ Linh ngay tại hiện trường. Hiện công an quận 8 đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an thành phố Hồ Chí Minh giám định pháp y tử thi nạn nhân để phục vụ công tác điều tra. Kính thưa quý vị, trên báo sáng nay đưa tin qua quá trình điều tra theo dõi khoảng 15 giờ chiều ngày 9 tháng 5, hơn 100 cảnh sát của BC45, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động và Công an quận Bình Thạnh đã bất ngờ bao vây, đột kích vào tổ hợp cờ bạc quy mô cực lớn được tổ chức ở hẻm 348 đường Phạm Văn Trị, phường 13, quận Bình Thạnh. Được biết đến là xóm Sở Thùng, nơi dân cư chủ yếu sống bằng nghề thu gom, nhặt ve chai và đây cũng là đất giữ quy tụ nhiều tay anh chị, đầu trộm, đuôi cướp. Tại đây thì công an đã bắt quả tang 71 đối tượng đang sát phạt cờ bạc, đồng thời thu giữ lượng tang vật gồm 130 triệu đồng, 4.000 đô la Mỹ, 77 xe gắn máy, 4 camera, 3 mã tấu và kiếm nhựa. Cầm đầu là đối tượng Nguyễn Quang Kiệt, 43 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, có 3 tiền án hình sự về tội trộm cắp, cướp tài sản, mua bán ma túy. Sau khi ra tù, Kiệt xây một nhà tang lễ trên khu đất nằm dưới chân cầu Rạch Lăng, quận Bình Thạnh để làm nơi khâm liệm cho những nạn nhân chết vì bệnh AIDS. Tuy nhiên, đây chỉ là vỏ bọc để tổ chức sòng bạc đá gà. Tại cơ quan công an, Kiệt khai nhận hoạt động đá gà có 2 đến 10 độ một ngày. Mức ăn thua có khi lên đến hàng trăm triệu đồng, có khi cả tỷ đồng một độ gà. Về sòng tài xỉu, tiền thuê vị trí là 1 triệu đồng một giờ, mức ăn thua không dưới 20 triệu đồng một ván, nhưng có khi lên đến hàng trăm triệu đồng một ván. Ngoài việc cử người canh gác, Kiệt còn cho gắn camera để theo dõi động tĩnh xung quanh, phục vụ ăn uống tại chỗ và cho con bạc dai nóng với giá cắt cổ. Kính thưa quý vị, hiện nay thì việc kết bạn trên mạng xã hội đã trở nên hết sức quen thuộc, nhất là trong giới trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh mục đích giải trí tìm một người bạn để chia sẻ, thì nhiều đối tượng còn lợi dụng những mối quan hệ này để thực hiện hành vi trục lợi cho bản thân. Trên thực tế thì cũng đã có nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ những mối quan hệ trên mạng như vậy. Hôm qua, trong phiên xét xử sơ thẩm lưu động, Tòa án Nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Thôi, 26 tuổi, ngụ thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, 12 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân cũng là một người quen qua Facebook và sự việc một lần nữa là lời cảnh báo đến các bạn trẻ về mức độ tin tưởng vào những người bạn trên thế giới ảo. Theo cáo trạng, Thôi là thợ cắt tóc ở chợ Lệ Trạch, xã Hòa Tiến, nhưng để kiếm tiền đi xa khởi nghiệp, Thôi bị chuyện gia đình ở xa để lừa anh Phạm Quốc Võ, 22 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam, là bạn quen qua Facebook. Cảm thông cho hoàn cảnh của Thôi, ngày 3 tháng 9 năm 2014, anh Võ cho Thôi ở nhờ phòng trọ trên đường Trần Cao Dân, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng và cho Thôi mượn xe đi làm. Được qua ngày, Thôi dụ anh Võ đi uống cà phê rồi lấy xe anh Võ quay về phòng trọ, dùng gạch đập ổ khóa. Bị chủ nhà trọ phát hiện, Thôi nói dối là mất chìa khóa, mượn chủ nhà trọ cưa phá khóa. Sau đó vào phòng lục lấy giấy tờ xe của anh Võ rồi mang xe đi cầm được 8 triệu đồng. Tiêu xài hết tiền và bị công an quận Thanh Khê truy nã, Thôi trốn ra phường Bình Đẳng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, tiếp tục hành nghề cắt tóc, đến ngày 13 tháng 1 thì bị bắt. Mời quý vị và các bạn trở lại chương trình 60 phút. Tiếp theo là phần tin thế giới với những nội dung chính như sau. Khủng hoảng nhân đạo do giao tranh đang leo thang ở thành phố Aden, miền nam Yemen. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cắt giảm lãi suất cơ bản lần thứ hai trong năm nay, xuống còn 5,1%, giữa lúc tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này tiếp tục sụt giảm mạnh. Sôi động cuộc đua thường niên dành cho bộ bàn ở Argentina. Đêm qua, trong chuyến thăm Moscow, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bàn thảo về cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine, nhất là việc thực thi thỏa ước hòa bình Minsk. Và cũng trong cuộc gặp, nhà lãnh đạo Nga nói rằng quan hệ lạnh nhạt giữa nước này và phương Tây đang gây cản trở kinh tế cho cả hai phía. Trao đổi mậu dịch và các thương vụ năng lượng giữa Nga và Đức từng đạt giá trị hàng tỷ đô la, nhưng đã sụt giảm nghiêm trọng kể từ khi chính quyền Berlin tham gia áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow sau sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga.
Thật sự, quan hệ giữa Nga và Đức đang trải qua một thời kỳ khó khăn bởi những khác biệt trong cách nhìn nhận về tình hình Ukraine. Kim ngạch thương mại hai chiều trong năm ngoái đã sụt giảm 6,5% lần đầu tiên trong vòng 5 năm. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng thừa nhận quan hệ song phương đã có một bước lùi nghiêm trọng. Về cuộc khủng hoảng Ukraine, bà tái khẳng định lập trường ủng hộ hòa bình, đồng thời yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin dùng ảnh hưởng của mình đối với phe đòi độc lập ở miền đông Ukraine để thúc đẩy chấm dứt xung đột. Lãnh đạo chính quyền Berlin cũng bày tỏ kỳ vọng đối với thỏa thuận hòa bình Minsk và nhận định Ukraine không có lựa chọn nào khác. Tổng thống Nga Putin thì cho rằng hòa ước này đang được thực thi và tiến triển tốt. Sau nhiều tuần lễ hứng chịu không kích và giao tranh, thành phố cảng Aden thuộc miền nam Yemen đã gần như sụp đổ hoàn toàn. Tình hình khủng hoảng nhân đạo tại đây ngày càng trầm trọng khi mà bệnh viện không có điện để hoạt động, còn người dân thì không được đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất trong cuộc sống. Các cuộc không kích của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vẫn đang tiếp diễn tại Yemen. Trước thềm lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 5 ngày do chính quyền Riyadh đề xuất vào ngày mai, cùng lúc giao tranh ác liệt giữa các lực lượng trung thành với Tổng thống lưu vong Mansour Hadi và nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi cũng không dừng lại, chiến sự khiến cho mọi thứ ở Yemen trở nên hết sức tồi tệ. Lưới điện bị tê liệt, kể cả ở các bệnh viện, trong khi nhiên liệu để chạy máy phát điện thì cạn kiệt. Nước sạch khan hiếm ở khắp nơi trong thành phố. Đông đảo dân chúng phải xếp hàng hàng giờ để nhận được lượng nước ít ỏi mỗi ngày. Người dân địa phương cho biết mọi hàng hóa và dịch vụ cơ bản đều thiếu hụt. Chúng tôi đang sống trong sự vây hãm của nhóm Houthi, không nước không điện, rác thải thì tràn lan, còn cả chúng tôi không có gì để ăn, thuốc men chữa bệnh cũng không có. Nhóm Houthi đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn của Ả Rập Xê Út. Theo đó, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu sẽ ngưng chiến dịch can thiệp, còn lực lượng phiến quân này thì dừng tấn công trên bộ trong vòng 5 ngày nhằm mở đường cho công tác cứu trợ nhân đạo tại Yemen. Song tình hình đang trở nên rất căng thẳng sau các cuộc không kích và giao tranh vào hôm qua. Hai bên đều dọa sẽ trả đũa cho bất kỳ hành động vi phạm nào. Chương trình 60 phút sáng nay xin được tiếp tục với một số tin vắn quốc tế đáng chú ý khác. Theo kết quả thăm dò ngoài phòng phiếu vừa được công bố, Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski đã bất ngờ bị đối thủ thuộc phe bảo thủ đẩy xuống vị trí thứ hai trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 10 tháng 5. Như vậy, hai ứng viên này có thể sẽ phải phân định thắng thua trong cuộc bầu cử vòng 2 dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 5 tới. Theo kết quả trên, Tổng thống Komorowski giành được 32,2% số phiếu, xếp sau chính trị gia đối lập Andrzej Duda giành được 34,8% số phiếu. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một chiếc xe buýt chở các quan chức chính phủ ở phía tây thủ đô Kabul ở Katina. Vào hôm qua, nhóm phiến quân Taliban đã lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ đánh bom trên. Đây là vụ tấn công thứ hai trong vòng một tuần lễ do Taliban thực hiện. Trước đó, hôm 4 tháng 5 vừa qua, xe buýt chở nhân viên văn phòng Bộ Tư pháp Argentina Sistan cũng đã bị tấn công khiến cho 2 người chết và 2 người khác bị thương. Nhân ngày của mẹ 10 tháng 5 đêm qua về Việt Nam, hàng trăm người là mẹ và thân nhân của 43 sinh viên mất tích vào ngày 26 tháng 9 năm ngoái tại thành phố Iguala của Mexico đã tuần hành dọc theo các tuyến đường ở thủ đô Mexico City để đòi công lý cho những người mất tích. Trước đó, theo kết quả điều tra được Bộ Tư pháp Mexico công bố, sau khi bị băng đảng Unidos bắt giữ, 43 sinh viên nói trên đã bị sát hại và thiêu hủy xác, dứt tro cốt xuống một dòng sông. Tuy nhiên, người thân của những sinh viên này đã không chấp nhận kết quả điều tra trên. Giới chức Indonesia hôm qua cho biết lực lượng cứu hộ nước này đã cứu sống 469 người nhập cư bất hợp pháp đến từ Myanmar và Bangladesh sau khi thuyền của họ bị mắc cạn ngoài khơi tỉnh Aceh, phía tây bắc Indonesia. Hầu hết những người nhập cư trái phép trên thuộc cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya. Hiện những người này đã được đưa tới một trại tạm giam ở phía bắc Aceh, nơi cảnh sát và các quan chức nhập cư sẽ tiến hành điều tra lấy thông tin. Đêm qua, một chiếc máy bay chở 45 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Choi Air đã vượt khỏi đường băng khi đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế Trường Lạc, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, khiến 7 hành khách bị thương nhẹ. Vụ tai nạn khiến sân bay này phải tạm thời đóng cửa, gây ảnh hưởng đến 80 chuyến bay khác. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Kính thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc BBOC mới đây đã cắt giảm lãi suất cơ bản lần thứ hai trong năm nay, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế của nước này tiếp tục sụt giảm mạnh. BBOC đã quyết định hạ lãi suất cơ bản xuống mức 5,1%. Việc cắt giảm lãi suất sẽ bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay. Đây là động thái được thực hiện theo sau một loạt các biện pháp khác nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, trong đó có việc cắt giảm thuế. Theo các chuyên gia kinh tế, lãi suất thấp sẽ giúp giảm chi phí vay cho các công ty và khuyến khích hoạt động tín dụng của các ngân hàng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm ngoái là Trung Quốc là 7,4%, thấp hơn so với mức 7,7% của năm 2013. Đây cũng là mức thấp nhất trong 24 năm trở lại đây của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Hồi tuần rồi, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo tăng trưởng của Trung Quốc sẽ ổn định ở mức 6% vào năm 2017. Siêu bão Nun đêm qua đã tàn phá vùng đông bắc Philippines, làm tăng nguy cơ lở đất và lũ quét trong các khu vực chịu ảnh hưởng. Chính quyền địa phương trên đảo Luzon đã ra cảnh báo sơ tán khẩn cấp đối với cư dân ven biển. Bão Nun mạnh cấp 16 với sức gió 185 km/h ở gần tâm của nó và giật trên cấp 17 với sức gió lên đến 220 km/h. Hôm qua, bão đã đổ bộ vào tỉnh chuyên canh cây lúa Cagayan của Philippines, cách thủ đô Manila 400 cây số về phía bắc. Nhà chức trách cảnh báo siêu bão này có thể gây lở đất lũ quét ở nhiều vùng thuộc thung lũng Cagayan. Trong khi mưa lớn có thể ập xuống khắp vùng rộng 100 cây số quanh tâm bão, đến nay hàng trăm tàu thuyền với hàng ngàn hành khách đã bị kẹt lại. Một số chuyến bay đến miền bắc Philippines đã phải hủy bỏ do bão. Các lực lượng cứu hộ cứu trợ đang trong tư thế sẵn sàng. Siêu bão Nun được dự báo sẽ di chuyển về hướng Tây Bắc với tốc độ 17 km/h và hướng về miền Nam Nhật Bản vào ngày mai. Mỗi năm quốc gia Đông Nam Á Philippines phải hứng chịu bình quân 20 cơn bão nhiệt đới quét qua. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 60 phút của Đài truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị và các bạn, nói tới nhà rơm, người ta thường liên tưởng đến những ngôi nhà tạm bợ dễ cháy và có thể đổ sập khi trời mưa bão. Thế nhưng, những ngôi nhà rơm công nghệ mới đang được chào bán ở nước Anh thì hoàn toàn khác. Nhờ kỹ thuật xây dựng và ép rơm thành những tấm dán rắn chắc, nhà rơm dạng này vừa bền đẹp vừa thân thiện với môi trường. Nhìn từ bên ngoài, những ngôi nhà rơm này không khác gì các căn hộ xây bằng gạch bởi các bó rơm được lồng vào những bức tường. Nhờ những bó rơm lúa mì này mà tường nhà thêm dày và chắc. Bên cạnh đó, chúng còn có đặc tính cách âm và cách nhiệt tốt hơn nhiều so với tường bằng gạch. Ngoài ra, rơm cũng được ép thành những tấm lớn để làm vách ngăn giữa các gian phòng trong nhà. Giáo sư Chris Walker ở Đại học Bath, đơn vị phát triển công nghệ xây nhà rơm cho rằng, rơm cũng như một số loài thực vật khác có tính cách nhiệt tốt, làm không khí trong nhà mát mẻ, từ đó giúp tiết kiệm điện năng. Cây phát triển nhờ vào quá trình quang hợp, chúng hấp thụ khí CO2 từ không khí và giữ một lượng khí này trong thân cây. Theo đó thì những cụm rơm giống như các kho chứa khí thải carbon. Nếu dùng càng nhiều rơm làm tường nhà, chúng ta sẽ trữ càng nhiều phân tử carbon trong đó, rất tốt cho công trình. Việc ép rơm thành tấm còn giúp loại bỏ các phân tử oxy bên trong. Nhờ đó, dán ép bằng rơm rất khó bén lửa. Theo giáo sư Bill Walker, tường bằng rơm có khả năng chống cháy gấp 2-3 lần so với các vật liệu xây dựng truyền thống. Chỉ cần 7 tấn rơm, người ta có thể xây nên một ngôi nhà 3 phòng ngủ tươm tất. Tuy kinh phí xây dựng nhà rơm không thấp hơn so với nhà bằng gạch, nhưng những lợi ích về lâu dài của nó thì rất đáng kể. Thưa quý vị, nhân viên bồi bàn đóng vai trò quan trọng trong các ngành dịch vụ như nhà hàng, quán ăn, nhằm giúp cho các nhân viên phục vụ này được gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với nhau. Mới đây, tại thủ đô Buenos Aires của Argentina đã diễn ra cuộc đua thường niên dành cho bồi bàn. Tham gia cuộc đua năm nay có khoảng 400 nhân viên bồi bàn nam và nữ đến từ khắp đất nước Argentina. Cuộc đua diễn ra trên đại lộ Avenida de Mayo, một trong những con đường lớn ở thủ đô Buenos Aires. Trong bộ đồng phục chỉnh tề, người tham gia cố bước đi càng nhanh càng tốt trên đoạn đường dài 1.600m, phân thắng thuộc về người về đích sớm nhất mà không làm tràn nước ra khỏi ly hoặc làm đổ các đồ vật trên khay. Người giành chiến thắng nhận được số tiền thưởng là 1.100 USD, tức khoảng 23 triệu đồng Việt Nam. Cuộc thi có nhiều khó khăn, nhất là với phụ nữ, vì họ phải mang giày cao gót trong khi cố bước đi thật nhanh. Tôi thấy nhiều người đã thấm mệt. Dựa theo cuộc đua người phục vụ bàn của Pháp ra đời vào năm 1904, cuộc thi tại Argentina được tổ chức hàng năm nhằm giúp cho người làm nghề phục vụ bàn có dịp để thể hiện tài năng và sự nhanh nhẹn của mình.
tục chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện quốc tế với các nội dung chính sau đây. Bất chấp hiểm nguy vượt biển với hy vọng tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn ở lục địa già, nhưng giấc mơ đổi đời đối với nhiều người tị nạn từ châu Phi lại không như họ mong đợi khi con đường mưu sinh ở châu Âu cũng lắm gian nan. Kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy giá rau củ trên thế giới đã tăng gần gấp đôi trong 20 năm qua, dẫn tới việc nhiều người chuyển sang dùng thức ăn nhanh. Đây được cho là nguyên nhân dẫn tới tình trạng số người thừa cân béo phì ngày càng gia tăng. Thưa quý vị và các bạn, vấn nạn nhập cư trái phép vẫn đang là nỗi quan ngại của châu Âu khi mà chỉ trong mấy ngày qua, Italia và nhiều nước khác trong khu vực tiếp tục cứu sống hàng ngàn người di cư trên địa Trung Hải. Bất chấp những nguy hiểm đến tính mạng luôn rình rập, bất chấp bị bọn buôn người ngược đãi, dòng người châu Phi vẫn ồ ạt tìm cách vượt biên trên những con tàu ợp ẹp với hy vọng sẽ tìm được miền đất hứa ở châu Âu. Tuy nhiên, đón chờ họ ở bên kia bờ địa Trung Hải là Italia, Hy Lạp, Tây Ban Nha, những nước đang gặp khó khăn về kinh tế do khủng hoảng nợ công. Chính vì thế, giấc mơ đổi đời đối với nhiều người di cư càng trở nên xa vời. Cách đây vài ngày, lực lượng bảo vệ bờ biển Italia và Pháp cho biết đã cứu sống gần 6.000 người nhập cư trái phép vào châu Âu từ bờ biển của Libya. Dự kiến, dòng người di cư qua đường biển từ châu Phi tới châu Âu sẽ còn gia tăng trong những tuần tới, cho những kẻ buôn người lợi dụng thời tiết thuận lợi và các giải pháp ngăn chặn người nhập cư của châu Âu hiện vẫn mang tính đối phó tình thế. Về mặt địa lý, Italia là điểm tiếp cận gần nhất với lục địa đen qua bờ địa Trung Hải. Vì thế, đây là cửa ngõ lý tưởng để những người nhập cư vào châu Âu. Vì lý do nhân đạo, Italia đã có hàng loạt biện pháp cứu trợ người tị nạn trên biển, nhưng điều đó lại khiến quốc gia này trở nên quá tải. Hiện Italia là nước có số người nhập cư đông nhất ở châu Âu. Niềm hy vọng tìm kiếm được một cuộc sống tốt đẹp hơn ở trời Tây dở tan khi những người di cư may mắn được đặt chân lên đất liền, buộc phải chấp nhận sống trong các trại tị nạn tập trung đông đúc với vô vàn khó khăn. Tùy thuộc vào quy chế tị nạn, một số được phép ra ngoài tìm việc, trong khi số khác phải chờ đợi vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm trước khi nhận được các giấy tờ cần thiết. Trái với mong đợi của mình, những công việc mà người tị nạn tìm được thường là những việc nặng nhọc mà hầu hết người địa phương không muốn làm. Hơn thế nữa, họ phải chấp nhận rời các trung tâm tị nạn và sống tạm bợ trong những túp lều nhỏ ở các vùng nông thôn để được thuê việc. Đa số những người tị nạn phải sống trong các túp lều siêu dẹo. Ở đó không có nước, không có nhà vệ sinh, không có điện và họ phải sống trong điều kiện như thế để được làm việc cả ngày, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tại khu vực Syracuse, miền đông Sicily, người nhập cư đang đóng góp một nguồn lao động dồi dào cho ngành nông nghiệp Italia. Ở đây, người nhập cư là một nguồn lao động dồi dào cho ngành nông nghiệp của chúng tôi. Họ rất khỏe mạnh và làm được mọi công việc, bất chấp khó khăn, nặng nhọc. Trên một cánh đồng khoai tây gần Syracuse, những người đàn ông da màu mới đến lục địa già này đang cần mẫn nhổ khoai tây. Với công việc này, mỗi ngày họ được trả khoảng 50 euro. Tuy nhiên, họ không bao giờ nhận được trọn số tiền này, mà thường phải trả một số tiền cho những người môi giới việc làm. Dù thế, họ cũng đành chấp nhận bởi họ cần tiền để gửi về cho gia đình. Họ không có sự lựa chọn nào khác. Giới phân tích cho rằng, di cư trái phép, một kiểu khủng hoảng nhân đạo mới, rõ ràng không còn là vấn đề của riêng châu Âu, mà cần sự chung tay của cả thế giới. Chỉ khi nào chiến tranh không còn, bạo lực và xung đột được giải quyết, thì mới mong ngăn chặn được những dòng người di cư ồ ạt. Thế nhưng, với tình hình hiện tại, tình trạng bất ổn ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi sẽ khó chấm dứt trong tương lai gần. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta cũng đã biết thì thừa cân béo phì là nguyên nhân chính dẫn tới các căn bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp cao và thậm chí là chết yểu. Theo các chuyên gia thì thói quen sinh hoạt ăn uống ảnh hưởng từ phong tục tập quán thường là nguyên nhân dẫn tới tình trạng béo phì. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho kết quả khá bất ngờ, đó là tình trạng giá lương thực tăng cao cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn tới số người mắc bệnh béo phì trên toàn cầu tăng nhanh. Theo đó, giá cả thực phẩm, đặc biệt là rau quả tăng mạnh, khiến các loại thực phẩm kém bổ dưỡng có giá rẻ ngày càng thu hút người tiêu dùng. Các nhà kinh tế tại Viện Nghiên cứu Phát triển nước ngoài có trụ sở tại Anh đã thu thập thông tin giá cả tại 4 quốc gia gồm Mexico, Brazil, Hàn Quốc và Trung Quốc. Cuộc khảo sát tập trung vào các nhóm thực phẩm đặc biệt gồm thức ăn thô, thức ăn đã qua chế biến, thức ăn giàu chất béo, đường, rau củ, thịt và sữa để xem sự liên hệ giữa giá cả với cơ cấu bữa ăn đã thay đổi như thế nào trong suốt 20 năm qua. Theo các nhà nghiên cứu, kết quả khảo sát phản ánh đúng những gì đã xảy ra ở các nước phát triển. Đó là xu hướng sử dụng thức ăn chế biến sẵn thay cho thực phẩm thô như rau, củ quả. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng
béo phì đã trở thành vấn nạn đối với các nước đang phát triển. Tôi thà nhịn đói còn hơn là ăn thức ăn nhanh. Tuy nhiên, các con tôi lại thích ăn thức ăn nhanh. Vì vậy, tôi phải mua cho chúng. Nhưng tôi nghĩ rằng ăn rau xanh mỗi ngày mới tốt cho sức khỏe. Theo nghiên cứu trên, giá trái cây và rau quả đã tăng lên đến 91% trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2012, cao hơn so với bất kỳ nhóm thực phẩm nào khác. Ngược lại, các loại thực phẩm chế biến sẵn như thức ăn nhanh đã giảm giá đến 20%. Giá trái cây và rau quả tăng nhanh hơn so với mức giá trung bình của các loại thực phẩm, trong khi giá của một số loại thức ăn đã qua chế biến có xu hướng tăng chậm hơn, thậm chí là giảm. Điều này thể hiện rõ nhất tại những nền kinh tế mới nổi. Do ngại tốn kém khi thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh có nhiều rau củ, nên nhiều người chọn cho mình những bữa ăn không tốt cho sức khỏe. Theo các chuyên gia, tình trạng sử dụng thức ăn nhanh không chỉ gói gọn trong phạm vi đô thị. Điển hình là Mexico, một trong những quốc gia có tỷ lệ người bị bệnh tiểu đường type 2 cao nhất thế giới. Tại quốc gia Trung Mỹ này, người ta dễ dàng mua được thức ăn nhanh, kể cả ở khu vực nông thôn. Trong khi đó, tại Trung Quốc và Hàn Quốc, số người mắc bệnh béo phì lại ít hơn nhờ chế độ ăn theo truyền thống với rất nhiều trái cây và rau quả, ít sử dụng chất béo và đường. Tuy nhiên, số người thừa cân ở hai nước này vẫn có xu hướng tăng. Bà Lưu Cửu Bình, một chuyên gia dinh dưỡng ở Trung Quốc cho biết, yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến thói quen ăn uống kém lành mạnh là sự phổ biến của các loại thức ăn nhanh. Theo vị chuyên gia này, ngày nay, nhiều người lớn tuổi bắt đầu ý thức hơn về tầm quan trọng của chế độ ăn uống cân bằng với các loại ngũ cốc và rau quả thông qua nấu ăn tại nhà. Tuy nhiên, những người trẻ lại có xu hướng dùng thức ăn nhanh nhiều hơn. Mỗi ngày làm việc, tôi ăn thức ăn nhanh ít nhất một lần. Những người lớn tuổi thường chọn một bữa ăn có chất lượng hơn, nên họ muốn nấu ăn ở nhà. Tuy nhiên, những người trẻ như chúng tôi thì ít quan tâm đến điều đó. Trẻ em được chăm sóc bởi ông bà thường có chế độ ăn uống khỏe mạnh do không được tiếp cận các loại thực phẩm obesogenic, tức các loại thực phẩm dễ gây béo phì. Do vậy, chúng tôi tin rằng sự gần gũi giữa các thế hệ trong gia đình sẽ giúp hình thành lối sống lành mạnh, tránh được việc ăn uống bên ngoài. Theo dự báo của các chuyên gia, đến năm 2030, 2,16 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu sẽ bị thừa cân béo phì. Để giảm tình trạng này, nhiều nước đã áp dụng chính sách tăng thuế đối với các loại thức ăn nhanh, thức ăn chế biến sẵn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc đánh thuế cao xem ra vẫn chưa có hiệu quả bởi rất nhiều loại thức ăn trên đường phố hay trong các cửa hàng nhỏ không nằm trong danh sách bị đánh thuế lại thu hút rất nhiều khách hàng. Do vậy, điều cần làm hiện nay đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thức ăn nhanh, từ đó thay đổi thói quen sử dụng các loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Xin mời quý vị quay trở lại chương trình 60 phút cùng với những tin tức thể thao. Sau đây là một số tin chính. Đấu muộn vòng 36 giải Ngoại hạng Anh, Super Sunday Chelsea Liverpool. Wolves chính thức giành suất tham dự Champions League. Đánh bại vua đất nền Rafael Nadal mới đây đăng quang tại giải Madrid Master. Kính thưa quý vị, đêm qua vừa diễn ra trận đấu Super Sunday ở vòng 36 giải Ngoại hạng Anh. Với việc sớm đăng quang ngôi vô địch, Chelsea đã có một trận đấu khá thoải mái trước Liverpool. Đội bóng vẫn đang phải chạy đua cho một suất tham dự Champions League trong ngày chia tay của thủ quân Steven Gerrard. Trên sân Stamford Bridge, các cầu thủ Liverpool phải xếp hàng trải thảm chào đón tân dương Chelsea theo nghi thức tại giải Ngoại hạng Anh. Đội chủ nhà Chelsea nhập cuộc khá thoải mái với gương mặt trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, The Blue vẫn sớm vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 5 từ pha đánh đầu của Son Terry. Rất may cho Liverpool là đến cuối hiệp 1, thủ quân Steven Gerrard đã có món quà chia tay đầy ý nghĩa với The Cup bằng bàn thắng quân bình tỷ số 1 đều trong trận đấu cuối cùng tại Premier League. Trận hòa này khiến Liverpool dẫn xếp thứ 5, kém 4 điểm so với Manchester United. Trong một cặp đấu khác, Manchester City tiếp tục nuôi hy vọng giành ngôi Á quân bằng chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Queen's Park Rangers. Trong đó, Sergio Aguero đã tỏa sáng với một cú hat-trick. Xen vào giữa là các bàn thắng của Kolarov, Jimino và David Silva. Trong khi đó, tại vòng 32 giải Bundesliga, Wolfsburg cũng chính thức cụ thể hóa mục tiêu giành suất tham dự Champions League ở mùa giải năm sau bằng chiến thắng ngay trên sân Paderborn. Chỉ với gặp đội đang xếp áp chót bảng xếp hạng Paderborn, Wolfsburg dễ dàng dựng lên dẫn trước ở phút thứ 16 sau pha đánh đầu rất gọn gàng của Tiplo trong tình huống ngoài trọng tài chính và trọng tài biên đã không có sự ăn ý với nhau. Sau đó không lâu tỷ số được nới rộng thành 2-0 cho Wolfsburg với pha dứt điểm đơn giản của Bardos. Sau hiệp 2, chiến thắng được đảm bảo cho Wolfsburg khi Bardos lập cú đúp vào phút thứ 82
trước khi Lucas Rupp ghi bàn thắng danh dự cho Paderborn trong thời gian bù giờ để khép lại trận đấu với tỷ số 3-1. Trong một cặp đấu khác, Cologne bất ngờ đánh bại đội xếp thứ 6 Schalke 04 với tỷ số 2-0. Chuyển sang thông tin về trận đấu đáng chú ý ở vòng 35 giải Serie A giữa Lazio và Inter Milan. Sớm nhận trước Inter ngay phút thứ 8 với bàn thắng của Antonio Candreva. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Mauricio khiến Lazio mất người trong hiệp 1. Từ chấm đá phạt trực tiếp, Hernanet dứt điểm chính xác, quân bình tỷ số 1 đều cho Inter Milan. Sau hiệp 2, Lazio chỉ còn lại 9 người trên sân sau khi thủ môn Machetti nhận thẻ vàng thứ 2. Và mặc dù Mauro Icardi sút thẳng quả 11m sau đó, nhưng đến phút thứ 84, Hernanet đã trở thành người hùng của Inter với pha dứt điểm khéo léo ấn định tỷ số 2-1. Chiến thắng này giúp Inter Milan có trận bất bại thứ 7 liên tiếp và chỉ đang cách nhóm dự cúp châu Âu đúng một trận thắng. Thưa quý vị, và sau khi chính thức tuyên bố rời PSV Eindhoven để đầu quân cho Manchester United, tiền đạo người Hà Lan Memphis Depay đã có một trận đấu cuối cùng cho PSV và anh đã có một món quà chia tay đầy ý nghĩa với các cổ động viên nhà bằng bàn thắng đẹp mắt trong trận gặp Heracles. Trong trận gặp Heracles ở vòng 33 giữa quốc gia Hà Lan, tiền đạo Memphis Depay đã có lời chia tay đầy cảm xúc với đội bóng quê nhà bằng pha đá phạt tuyệt đẹp giúp PSV dựng lên dẫn trước 1-0 ở phút thứ 32. Sau hiệp 2, Jetro Willem ghi thêm một bàn ở phút thứ 64 giúp PSV ấn định tỷ số 2-0. Sau đó Memphis Depay được thay ra ở phút cuối cùng của trận đấu trong những tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các cổ động viên nhà. Sau khi mùa giải này kết thúc, tiền đạo người Hà Lan sẽ sang đầu quân cho Manchester United với bản hợp đồng dự kiến khoảng 30 triệu euro. Đây cũng là mùa giải mà PSV thi đấu thành công rực rỡ khi sớm đăng quang với kỷ lục 28 trận thắng trong khi vẫn còn một vòng đấu. Giải quần vợt Paris Master cũng vừa diễn ra trận đấu chung kết. Qua đó, tiếp tục chứng kiến thêm bất ngờ khi Andy Murray xoán ngôi của vua đất nện Rafael Nadal, đồng thời trở thành ứng cử viên tiềm năng cho chiếc vô địch giải Pháp mở rộng sắp tới. Trong quá khứ, Murray chưa từng vượt qua Nadal trên mặt sân đất nện sở trường. Tuy nhiên, ngay trong ván đầu tiên, tay vợt người Anh đã sớm dẫn trước 3-0, rồi nhanh chóng kết thúc ván đấu với tỷ số 6-3. Sang ván thứ hai, Murray tiếp tục dẫn trước 4-0 để kết thúc trận đấu với tỷ số 6-2, qua đó thắng chung cuộc 2-0. Đây chính là danh hiệu Master thứ 10 của tay vợt đến từ Vương quốc Anh và là danh hiệu thứ 33 trong sự nghiệp của anh. Trong khi đó, Nadal đánh mất cơ hội lần thứ 3 liên tiếp đăng quang ở Madrid, đồng thời bị từ chối danh hiệu Master thứ 28 trong sự nghiệp. Thất bại này cũng đẩy Nadal xuống vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng được công bố vào đầu tuần này. Và đây là lần đầu tiên trong một thập kỷ Nadal bị hất văng ra khỏi top 5. Tối qua vừa diễn ra trận đua thứ 5 giải đua xe thể thức 1, đội đua Mercedes lại tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với chiến thắng 1-2. Trong đó, Nico Rosberg lần đầu tiên có chiến thắng chặng ở mùa giải năm nay. Nico Rosberg là tay đua đã giành được pole xuất phát trong trận đua tại Tây Ban Nha và tay đua người Đức đã tận dụng tốt lợi thế này để giành danh hiệu nhất chặng với thành tích 1 giờ 41 phút 12 giây 555. Đây cũng là chiến thắng chặng đầu tiên của Nico Rosberg kể từ tháng 11 năm ngoái tại Brazil và là lần thứ 9 trong sự nghiệp tay đua của Mercedes giành chiến thắng chặng. Xếp thứ hai trong trận đua này là tay đua dẫn đầu bảng xếp hạng Lewis Hamilton, kém thành tích của Rosberg đến 17 giây 555. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Hamilton và Rosberg được rút ngắn chỉ còn 20 điểm. Trong khi đó, xếp thứ ba trong trận đua này là tay đua của Ferrari Sebastian Vettel, còn xếp thứ tư là Valtteri Bottas của đội Williams. Phần tin thể thao vừa rồi đã kết thúc chương trình 60 phút của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng chức năng gan Bảo Nguyên, đại tràng Bảo Nguyên đã tài trợ cho chương trình. Cảm ơn vì sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị khán giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình 60 phút ngày mai.